gắng học tập hay là sau này có thể xin giúp quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô mạnh mẽ, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho các học sinh tiếp tục học tập tốt hơn nữa, rèn luyện tốt hơn nữa. Giải thái của thì rất là tốt hơn trong những năm học 2021 và những năm học tiếp theo. Để đầu tiên được rõ, tức là cái dự án mà trao học bổng cho các em nghèo, các em mồ côi thành phố Cần Thơ được tổ chức Dylan International của Mỹ tài trợ và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt và giao. Đây là tài trợ. Thì đến nay, huyện Cờ Đỏ đã phối hợp với ban điều hành dự án thực hiện được 7 đợt trao học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo với tổng kinh phí là trên 390 triệu đồng. Thì hôm nay ban điều hành